Xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chiều hôm nay em đang ở tại ngay mặt tiền đường Giang Bay, hiện tại là đường nhựa rộng 20m, sau này tương lai quy hoạch mở rộng 30m. Hôm nay muốn giới thiệu tới quý anh chị là hai lô đất cực kỳ đẹp liền kề luôn, ngay mặt tiền đường Giang Bay. Hai lô đất này với diện tích là 369m², hiện tại là đất trồng cây hàng năm và đặc biệt là toàn bộ lô đất là để được quy hoạch thổ cư rồi anh chị ạ. Nằm ngay mặt tiền đường nhựa Giang Bay luôn. Từ vị trí này là cách ra ngay khu công nghiệp Sông Cầu là chỉ 3 km, và cách về ngay trung tâm thành phố Nha Trang của mình là chỉ tầm 31 km đường ô tô thôi, ngay khu vực dân cư luôn. Đó, phía sau lưng em, ngay khu vực dân cư. Thì hiện tại là trên đất đang có nhà cũ là chủ đất là đang để đập để di dời mặt bằng cho đẹp. Thì mới chèo bán thì em lên em tranh thủ qua cho anh chị luôn, giá đầu tư ngay từ ban đầu luôn. Đó, thì 369m², có giá là 350 triệu cho một lô anh chị à. Quy hoạch thổ cư tiềm năng là ngay mặt tiền đường Giang Bay, hiện tại là đường nhựa 20m phía sau lưng em, và sau này quy hoạch mở rộng đường 30m, cách khu công nghiệp Sông Cầu cực kỳ gần, chỉ có 3 km di chuyển thôi. Giá thích hợp là để đầu tư luôn. Đây, em sẽ quay đất về tí, em sẽ bay lên cao nhìn cao để anh chị hình dung thêm nha. Đây anh chị, hiện tại là từ cọc lô đất này qua bên xét bên kia là ngang 13m, hai lô ngang 13m, ngang qua tới đây mỗi lô là ngang 6m rưỡi, ngang 6m rưỡi. Đó, đây là cọc lô giới của hai lô đất. Qua tới đây luôn anh chị à, qua tới đây là một lô ngang 6m rưỡi. Thì hai lô đất này chia ra là mỗi lô là ngang 6m rưỡi. Sẽ căn nhà này sẽ là di dời căn nhà này. Hiện tại là đất hơi thấp hơn so với mặt đường á, thì chủ đất sẽ đổ đất cho cao lại bằng mặt đường cho đẹp luôn. Trên đất hiện tại là có căn nhà cấp 4 cũ, xung quanh là có khu dân cư nữa. Từ hướng này là về khu công nghiệp Sông Cầu là tầm 3 km thôi. Đó, để có cọc lộ giới của lô đất này. Từ đây ngang qua đó là ngang qua tới ngay trụ điện đó là 13m. Thì hai lô này sẽ chia ra thành mỗi lô 6m rưỡi anh chị, hai lô liền kề, mỗi lô là 369m². Anh chị nào thiện chí là mình có thể mua một cặp luôn, một cặp thì tất nhiên thì giá nó sẽ tốt hơn. Đó, hôm nay em đang ở đây lúc 5:30 chiều, em quay để anh chị thấy đang di dời để đập căn nhà này, và chủ đất hứa là sẽ đổ đất cho nó cao. Phía sau nó hơi thấp nè anh chị ạ. Đó, phía sau là nó hơi thấp hơn một tí, thì chủ đất sẽ đổ cao luôn, đổ thêm đất cho nó cao lên bằng mặt tiền đường luôn cho đẹp. Với 350 triệu cho 369m², thì em chia ra là chưa có tới 1 triệu một mét nữa, mà toàn bộ thửa đất là đã quy hoạch toàn bộ lên thổ cư luôn. Đó, phần điện này thì dây điện này thì nó không ảnh hưởng mình, tại vì nó nằm trong phần quy hoạch mở đường 30m. Trong sổ thì hiện đây là đường trước của mình là đường 20m rồi. Lô đất này thích hợp là để anh chị mua để dành đầu tư lâu dài, hoặc là để sau này xây nhà trọ nương theo tiềm năng của khu công nghiệp Sông Cầu, Khánh Vĩnh. Anh chị cứ hình dung từ đây ra khu công nghiệp Sông Cầu chỉ có 3 km, chạy ra đi nếu mà đi xe máy chắc hơn 5 phút là tới, mà đường rất là đẹp. Anh chị thấy không, hiện tại là đang mùa dịch mà con đường này rất là sầm uất, xe cộ lưu thông rất là nhiều luôn. Đó, với giá chỉ có 350 triệu cho một lô thôi. Rồi, em sẽ bay lên cao trên cao để anh chị cho hình dung thêm nha. Đây, từ vị trí phía dưới lô đất này, hướng này là em bay lên cao khoảng tầm cao 30m. Hướng thẳng này là hướng đi về ngay khu công nghiệp Sông Cầu và về thành phố Nha Trang. Em bay chậm chậm lên cao trên cao để anh chị hình dung thêm bên dưới. Phía bên trái mình là có chỗ dự án điện năng lượng mặt trời anh chị. Xung quanh là khu dân cư và nhiều nhà vườn. Từ vị trí này cách ra ngay khu công nghiệp Sông Cầu là chỉ 3 km, và cách về thành phố Nha Trang của mình là 31 km đường ô tô. Nhìn hai bên nhà rất là sầm uất luôn anh chị. Đó, rất là đẹp, rất là sầm uất. Hai bên nhà, em đang bay rất là chậm để anh chị có thể là cảm nhận nhìn phía bên dưới á, những căn nhà và cảnh quan xung quanh như thế nào cho dễ.
Đó, khu vực này là xây nhà rất là nhiều. Anh chị thấy hai bên đường là toàn nhà người dân đang ở không? Đây, phía dưới đây là gọi là ngã ba của hương lộ số 2 tiếp giáp với đường dân bay. Đi hướng bên phải là mình sẽ ôm về xã Diên Tân của Diên Khánh, mặt tiền hương lộ số 2. Về hướng bên trái một đường nữa là mình đi thẳng ra ngay khu công nghiệp Sông Cầu luôn anh chị à. Đó, mật độ người dân sinh sống hai bên rất là nhộn nhịp. Đó, em bay thẳng hướng này ra ngoài hướng khu công nghiệp Sông Cầu luôn. Từ vị trí này á, là cách ra ngay khu công nghiệp Sông Cầu chỉ tầm khoảng 2 km nữa thôi. Anh chị thấy xung quanh ông rất là nhiều dự án biệt thự, nhà vườn nè. Và hai bên đường là khu dân cư ở rất là nhiều. Đó, những bãi đất trống đó là tương lai là chắc cũng những dự án phân lô để bán luôn. Mặt tiền đường Hương Lộ số 2 á, thì trước đây mấy lô em có giới thiệu tới quý anh chị á, là mặt tiền đường hiện tại là đường 10 m và sau này quy hoạch mở rộng 30 m luôn anh chị. Rất là đẹp, rất là nhiều nhà vườn xung quanh. Đó, hai bên đường cây cối không à. Rồi, hướng này từ vị trí đất em bay ngang qua, bay tầm thấp lắm, để tầm khoảng 20 mét để anh chị nhìn ngang theo cung đường và nhìn những nhà dân xung quanh cho dễ hình dung hơn. Đó. Xung quanh đất là rất là nhiều nhà dân đang ở. Đó, anh chị thấy toàn nhà dân đang ở rất là nhiều luôn. Khu vực này rất nhiều nhà vườn ngay khu dân cư luôn. Đó, rất là đẹp. Thì nãy giờ em cũng đã quay sơ bộ qua thì ít nhiều anh chị cũng đã hình dung được rồi đúng không ạ? Tại vì chiều nay em tranh thủ đi á, thì bây giờ là cũng hơi tối, cũng tầm 6 giờ kém rồi, còn chạy về Nha Trang tầm 31 km nữa vì mới nhận lô đất cực kỳ đẹp như thế này luôn mà giá chưa qua đầu tư nữa, giá F0 luôn, rất thích hợp để anh chị mua, cho nên là em lên em tranh thủ quay trước luôn chứ để mà khi mà đập xong căn nhà mà ranh đất đồ rõ ràng hết mọi thứ thì lúc đó mình lên là sợ người ta mua mất tiêu, bởi vì với tài chính mà 350 triệu có 369 mét vuông đất ngay mặt tiền đường nhựa rộng 20 mét như thế này, pháp lý rõ ràng thì quá tuyệt vời. Và đặc biệt thì anh chị cũng biết là cách khu công nghiệp Sông Cầu chỉ 3 km thôi, rất là tiềm năng. Sau này mà khi khu công nghiệp đi vào hoạt động á, thì một cái lượng người và công nhân về đây rất là nhiều. Và đối với tiêu chí á, thì theo em tư vấn với anh chị á, đất mặt tiền, đường nhựa, cấu thổ cư thì không bao giờ sợ mất giá. Đó, mặt tiền đường đẹp như thế này luôn. Anh chị nào có quan tâm tới lô đất này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899 0339. Em Tâm sẽ xin mời anh chị đi xem đất thực tế luôn ạ. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm yêu quý tất cả mọi người.